Rồi, anh Phi chào các bạn. Trong buổi trưa ngày hôm nay anh Phi đang định đi về nhà đây, nhưng mà chị Thư có việc phải đi mua một ít đồ cho cửa hàng, cho nên là anh Phi test cái đơn hàng này luôn. Trước mắt thì anh Phi sẽ lấy cái bát đạn. Ở trong này nó có dầu máy may các bạn, đụng vô tay á có cái mùi dầu nó khó chịu lắm nha các bạn nhé. Cho nên là anh Phi sẽ dùng cái kéo này để anh Phi gấp nó ra. Đây. À, rồi bây giờ anh Phi sẽ bắt đầu khui ra test nha. Có một bạn nhỏ vừa mới ghé mua mấy con Sugoku 7 viên ngọc rồng đó các bạn, Dragon Ball. Các bạn xem Dragon Ball bây giờ đó, cái nhân vật chỉ có Sugoku là giữ tên nè, Sugohan giữ tên, nhưng mà có một số nhân vật nó thay đổi tên. Nhất là anh Vegeta các bạn. Anh Vegeta ngày xưa ảnh tên là Kadix. Cho nên mỗi lần mà ảnh hợp thể thành con Vegeto á, Vegeto ha, là kêu bằng anh con Ditko. Cái đó là anh Phi nói vui á, ngày xưa là có như vậy nha các bạn nhé. Thôi bây giờ anh Phi sẽ quay trở lại với câu chuyện con 6762008R. Này con này là mảng xà linh thôi. Hiện nay thì nó có cái bộ quà tặng hai là một con cái bạc đạn và 4 dây. Anh Phi sẽ bỏ quà tặng qua một bên đi nha. Anh Phi tập trung ở mảng test con Yuyo này. Con Yuyo này là một con Yuyo 1A không nhạy dây. Không nhạy dây này nó chưa đạt được cái tầm gọi là chuẩn 100% nha các bạn. Bởi vì nó cái bạc đạn của nó là bạc đạn tiêu chuẩn, cho nên nó không nhạy dây là ở mức 8/10. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn chơi một thời gian á, cái cọng dây của các bạn nó dày lên, nó do nó bị dơ, nó bị nước đó các bạn, cho nên nó là nó sẽ bị hít dây. Thì chơi một thời gian nó sẽ bị như vậy, chứ không phải là nó sẽ bị một chút xíu nữa thôi. Anh Phi test thì các bạn sẽ thấy ở đây thì nó có bộ phụ kiện gồm có hai cái nút ngang và một cái nút chơi trên đầu ngón tay nha. Các bạn lắp cái nút chơi trên đầu ngón tay này vô, khi mà các bạn chơi quay cái con Yuyo ngang ra mà nó đã nằm trên đầu ngón tay á, nó xoay rất là đã. Nhưng mà khi mà các bạn lắp cái nút này nè, các bạn sẽ phải cân đối cái câu chuyện, tại vì khi nó vào á là nó khít luôn. Các bạn muốn gỡ ra nó rất là khó. Cho nên anh Phi nghĩ các bạn nên dùng một cái gì đó, các bạn khắc một cái ngàm ở đây để chúng ta chọt cái con vít để chúng ta nại được nhé. Anh Phi thì anh Phi không khắc đâu, tại vì anh Phi muốn nó nguyên như thế này. Nhưng mà cái kinh nghiệm của anh Phi đối với con này là như vậy nha. Nút này thì dễ rồi các bạn. Các bạn gài vô rồi các bạn dùng con vít nhọn, các bạn đưa vô ngay cái ngàm này nè. Các bạn nại cái lại nó văng ra thôi. Nó rất là dễ. Nè đây nè, anh Phi focus lại cho các bạn xem nha. Đó đây, ở đây nó có một cái các cái ngàm nè. Các bạn khi gắn vào thì nó còn một cái lỗ nhỏ đây, các bạn chọt cái con vít nhọn vô. Chẳng hạn như đây, anh Phi có con vít đóng hàng nó nhọn như thế này, chọt vô nại cái là văng ra thôi. Nhưng mà riêng cái này là không có chọt vô được. Cho nên các bạn sẽ phải làm sao để nó có một cái lỗ để chúng ta chọt vô vừa để chúng ta nại lên ha. Cái đó thì cái anh Phi bày cách cho các bạn thôi, nhưng mà anh Phi sẽ không làm. Tại vì khi anh Phi làm là về các bạn sẽ không chịu, các bạn sẽ không ưng. Rồi, anh Phi quay lại với câu chuyện cái con Yuyo này đây. Con này là mãng xà linh thần cùng nhân vật với ấy, xin lỗi, con này là băng thần kiếm 676208R. Nó cùng nhân vật với lại con mãng xà linh thần 676112AR. Nói chung là kêu gọn là 676112. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu test con Yuyo này. Cái đầu dây gắn vào tay, các bạn có thể làm nhanh bằng cách là các bạn thọ cái này qua đây, xong rồi các bạn kéo dây, thì ở đây nó sẽ trở thành một cái nút thắt trên tay nè. Các bạn sẽ không có cần phải máng qua vòng khó ha, để yên ở đó đi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ máng con Yuyo vào ha. Vô dây và vô dây thì rất là dễ. Tách cái đầu dây này ra ha, nó tròn rỉnh như thế này nè. Chúng ta chụp vô, chúng ta kéo thẳng ra nha. Chúng ta kéo thẳng ra và chúng ta buông ra từ từ thì dây nó sẽ xoắn đúng chiều ngược trở lại. Tại sao phải kéo thẳng? Tại vì khi các bạn không kéo thẳng mà các bạn buông nhanh đó, là dây này nó do nó có cái dòng xoắn cho nên nó rút lại thành một cái cục nhỏ nhỏ đâu đây nè, nó khó chịu lắm nha. Rồi, bây giờ sau khi vô dây xong xuôi thì anh Phi sẽ vô tay luôn. Như thế này nha. Nếu các bạn chỉ móc vô thôi, vòng tròn này thôi á, thì nó sẽ rất là dễ bị văng ra nha, rớt ra. Cho nên chúng ta sẽ phải làm một cái nút thắt trên tay. Và ngay cả những cái giấy hướng dẫn đi theo cái bộ sản phẩm của chúng ta trong này, nó cũng có hướng dẫn cái phần làm cái nút thắt này nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ quấn dây, dùng cái ngón cái giữ dây nha, rồi quấn. Đơn giản như cực kỳ đơn giản luôn. Cái con Yuyo này nó lạ lắm các bạn. Khi mà quăng ra nó sẽ có tiếng bạc đạn nha. Nó có tiếng bạc đạn mà khá là cái tiếng nó rè, giống như cái tiếng khè của con rắn vậy đó. Chúng ta có thể tưởng tượng như vậy, nhưng thực sự không phải. Để chúng ta triệt tiêu cái tiếng khè đó thì cũng dễ lắm, nhưng có những bạn thích cái tiếng khè đó, cho nên anh Phi giữ nguyên như vậy.
Về nhà nếu cần thì các bạn cho một miếng dầu máy may vào cái bạc đạn đó là nó mất ngay cái tiếng đó nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ làm gì ta? Anh Phi quăng cái con Yoyo này ra chứ ha. Con Phi quăng cái con Yoyo này ra. Ở phía dưới này nó hơi lu bu chút xíu nha. Sáng nay anh Phi đóng mấy cục hàng nó còn nằm ở đây nè các bạn. Bên giao nhận họ chưa có ghé lấy nha. Chắc phải trưa khoảng chiều gì đó ha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ quăng nó ra nè. Đó, các bạn nghe cái tiếng bạc đạn không? Đó, nghe cái tiếng nghe ha. Thì Yoyo 1A không nhẹ dây thì nó vẫn là như vậy các bạn. Các bạn hít nó không lên đâu. Nhưng một giai đoạn nào đó nó sẽ lên. Bởi vì cái dây này nó dơ, nó dày ra. Hoặc nó dơ, nó bám bụi, nó rít hơn nha. Thì nó sẽ bị hít dây. Các bạn hít dây thì nó sẽ lên nè. Nhưng bây giờ Yoyo mới nó không lên. Chơi thời gian các bạn hít lên thì các bạn chỉ cần 2 giây thôi. Đó, ha. Rồi ngon lành cành đào chưa. Đó, đơn giản vậy nha. Đó, hít không lên đâu các bạn. Đó. Con Yoyo này nó sẽ được là sự phối hợp giữa kim loại và nhựa. Anh Phi phán đoán cái lớp này lớp kim loại. Nhưng mà cho nên anh Phi gọi nó là kim loại và nhựa. Nhưng mà không biết chính xác nó có phải là kim loại hay không. Trừ khi chúng ta phải cưa nó ra coi bên trong thôi. Nhưng mà tạm tin nó là kim loại đi nha. Rồi về sau là chúng ta sẽ đính chính cái thông tin sau. Nếu có điều kiện anh Phi sẽ khui cái này ra để anh Phi coi coi phải cái lớp này bằng kim loại không, hay là nó bằng nhựa mạc rơm. Các bạn nào có thông tin thì cho anh Phi cái thông tin về cái vấn đề này. Sau khi test xong rồi đó, ok ngon lành cành đào rồi đó, thì bây giờ anh Phi sẽ đóng hộp lại cho nó nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ dành thời gian còn lại để đóng hộp, rồi cho mấy cái quà tặng này vô, rồi để nhà vận chuyển chiều nay họ ghé lấy để họ đi giao nhé. Và thời gian giao trên Shopee và giao bưu phẩm nói chung sẽ là từ 2 cho tới 5 ngày. Nhớ câu thần chú đó cho anh Phi nha. Rồi bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.